Xuất nhập khẩu đạt gần 558 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2022, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 282 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2022, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngoài điểm sáng xuất nhập khẩu thì quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 9 tháng tăng 9,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Cũng tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các cục vụ liên quan đã giải đáp những vấn đề được báo chí quan tâm. Theo đó, những vấn đề về giải pháp hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hoạt động kinh doanh xăng dầu, v.v. đã được giải thích, phân tích thấu đáo.